Xin chào tất cả các quý khách đã đến kênh điện gia dụng Nhật Bản của Thanh Quá. Mình là Thanh Quá, năm nay 38 tuổi, chuyên gia bán đồ điện gia dụng nội địa Nhật ha. Hôm nay mình xin phép mình test một cái em lò vi sóng Sharp. Em này gọi là lò vi sóng Sharp 2D ha quý khách. RES-10 ha. Ngoại hình còn tương đối là đẹp nha. Và một điều cam kết mạnh là máy móc rồi bảo đảm nguyên zin nha, không có sửa chữa trong đây nha, hư bắn hư luôn nha quý khách. Này của Thái Lan xuất khẩu ha, 2008. Bên hông bên ngoài đều ok hết. Đây, cái cửa nắp thì cũng còn đẹp luôn ha. Qua đây một cái dĩa ha, dĩa bằng sành, bằng sứ, bằng gạch, bằng đá gì đó, không bị bể nha quý khách. Bởi đây trong lòng nó, đây là cái đèn, là lò nướng ha, món đèn nướng đó. Loại là dĩa này quay ha. Rồi mình cũng mỏi test như mọi khi, giống như đây cái khăn ha, bình thường ha, ẩm ẩm ha, mình test kiểu khác người ta một chút xíu, ẩm ẩm ha. Rồi mình dọ đây đi, phan không bấm gì hết ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn với khách đơn giản thôi. Cái nút này là nút bắt, cái nút này là nút tắt. 1, 2, 3, 4 chế độ gì đó, nhiều quá, không nhớ hết. Cái này là nướng nè. Cái này là hầm gã đông, cái này là vi sóng. Cũng như mình bấm cái này nướng nè, ham bấm nè. Đó, nó hỏi mình nướng là... Đó, nướng bao nhiêu, mình bấm số này là 10 phút ha. Đó là 20 phút, là mình bấm là nó chạy ha, còn không chịu rồi tắt. Các cái nút không dụng của nó hay xài, đó này là nhiệt độ ha, và mình bấm 1 phút. Mấy con này dễ xài lắm, nó bị lỗi là báo luôn à. Chẳng hạn giờ mình sẽ test cái nướng trước đi, hơi vi sóng đi nè. Vi sóng là cái nút này là dễ xài nhất ha. Nó hỏi mình là 500W hay không, không chịu thì mình 200W nè. Nó có hai chức năng, nhấn vô là nổi chỉ số 500W, bấm 30 giây đi. Vì khách thấy không, nó quay nha. Đó, nó quay ha. Con này nó lỗi là nó sẽ báo liền HU hay A hay C gì đó. Mấy đồ Nhật nó hay lắm, nó báo lỗi là mình biết liền à. Còn nó không báo lỗi là cứ xài vô tư. Lưu ý cho mình nghe ghim điện 100 giùm nghe quý khách. Quý khách thấy không, bốc khói ha. Cái này thì nó chưa được bốc khói lắm nè, nè ha, mình chà kiến quý khách thấy nó ố không? À, bốc khói ha. Ố là chứng tỏ là nó nóng á, à, ha. Ok đó. Đó, nè phải không, giờ mình lấy cái máy đo nhiệt độ mình đo vô. Ha, giờ nè đó, quý khách thấy không, giờ ba máy độ mình chích vô nè ha. Nó nóng nè ha. Buông ra nè ha. Chích vô lại nè. Đó, nó giảm lại, nó nóng á. Cái đó là vi sóng ha. Giờ mình chuyển qua nướng ha. Nướng bấm lúc này. Mình chỉnh 1 phút thử thôi. Cái bóng đèn nó sẽ hừng đỏ lên nha quý khách. Cũng tiết kiệm điện, nướng đồ lặt vặt linh tinh rồi vui vui. Cái đĩa vẫn quay nha quý khách. Ha, quý khách thấy không, cái bóng đèn nó hừng đỏ lên ha. Chức năng nướng ok luôn nha, nướng vi sóng là ok hết. Rồi, rất cảm ơn quý khách nha. Quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube Chợ Tốt giờ mình qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.